Trời ơi, trời ơi, nhà như thế này à? Đây đừng có tốc đấy nhá, cả nhà nhé ông nhá. Hình ảnh gây phẫn nộ nhất lúc này, cả gia đình 7 người dừng xe ngồi ăn tối trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người dừng xe ngồi tập trung ngay trên cao tốc để ăn uống ngay bên đường, bất chấp nguy hiểm khiến nhiều người lo lắng. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 15 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết phát hiện ô tô biển kiểm soát 85A050XX đang đỗ xe đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện phía sau ô tô này có nhóm 7 người đang bày biện đồ ăn để dùng bữa tối. Ngay lập tức, đội 6 đã lập biên bản đối với tài xế HTP, 34 tuổi, ngụ tại xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong vòng 3 tháng.